Chiều nay tại nhà hạt Duyệt Thị Đường, tập đoàn Mitani Sanyo Nhật Bản tổ chức hội thảo Oreo Conference với chủ đề phát triển tổ chức thông qua sự kết nối đa văn hóa. Hội thảo có sự tham gia của Phó Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, ông Watanabe Shinge, cùng đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan. Đây là năm đầu tiên hội thảo được tổ chức tại thành phố Huế với ba nội dung được trình bày, bao gồm liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực theo kinh nghiệm của Trường Đại học Việt Nhật, chiến lược nhân sự và lý luận nghề nghiệp ở doanh nghiệp Nhật Bản, hoạt động đào tạo và bồi dưỡng nhân tài của tập đoàn Aeon. Đây là những chủ đề đang được nhiều cơ quan quản lý nhà nước, trường học và doanh nghiệp quan tâm nhằm phát triển hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển tại Việt Nam. Được biết, bắt đầu từ năm 2015, hội thảo Oreo Conference đều được tổ chức định kỳ mỗi năm với các vấn đề được xã hội quan tâm như năng lực tổ chức, năng lực tư duy, phát triển nguồn nhân lực cốt lõi, qua đó góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh giữa các công ty Nhật Bản và Việt Nam.